Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Đại hội 13 nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đại hội 13 được chính quyền thông tin là ngày chính thức bầu ra Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và các chức danh trong tứ trụ. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức vì mọi vấn đề đã ngã ngũ từ Hội nghị Trung ương lần thứ 15 diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 1 vừa qua. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15, tuy kết quả đã chốt, nhưng thông tin thì vẫn ém đi vì quy định nhân sự Đại hội 13 vào diện tuyệt mật. Như vậy, những lá phiếu của Đại hội 13 là những lá phiếu mang tính hình thức. Cử tri là các thành viên đại hội không thể bỏ phiếu ngoài quy hoạch của Đảng. Đó là công việc mà đã bao nhiêu năm nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường làm như vậy, hoàn toàn giấu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc tại nhà riêng. Chẳng khác nào quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập được đưa ra. Để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 ngày 3 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định số 1722 về danh mục bí mật nhà nước và của Đảng, trong đó bí mật nhà nước độ tuyệt mật của Đảng, với họ đã liệt kê danh sách nhân sự đại hội 13 vào trong nhóm này. Sau khi ký ban hành quyết định này, thì ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng và hai trường hợp đặc biệt tái cử của Bộ Chính trị khóa 13 đã được tiết lộ. Vậy ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng muốn điều gì ở cái quy định mang tính chất xé rào điều lệ Đảng này? Hành động xé rào đối với quy định trong điều lệ Đảng nói thẳng ra là phạm luật. Luật được đề cập ở đây là luật của Đảng. Có vẻ như người đã ban hành quy định ấy là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Hai ông đã ban hành ân huệ cho chính mình chứ không ai khác cả. Qua việc ban hành quyết định số 1722, cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc muốn rằng những điều đó phải được ém. Tuy nhiên, việc này cũng vô ích vì thông tin đã rò rỉ ra ngoài. Đồng thời, tiến đại hội 13 ai cũng biết mà không còn bí mật gì nữa. Và vì sao phải nội bất xuất, ngoại bất nhập ở đại hội Đảng lần thứ 13, câu hỏi được đặt ra. Đại hội 13 là đại hội quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm. Báo chí quốc tế và báo chí trong nước tập trung rất đông. Tuy nhiên, dù là báo chí quốc tế hay báo chí trong nước thì cũng đều được phép đưa tin mà những đảng muốn mà thôi. Còn những tin tức có vẻ bí mật hoặc riêng tư thì họ phải giấu đi. Những năm gần đây, về mảng tin tức nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì báo chí nhà nước luôn đi sau mạng xã hội. Cụ thể, gần đây nhất là tin về nhân sự do tứ trụ chưa có tờ trình báo chính thống nào nói, nhưng mạng xã hội đã tràn lan và khả năng xác tín rất cao. Điều này đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không hề hài lòng. Họ rất muốn bí mật tuyệt đối nhưng không thể. Việc của Đảng hiện nay là tìm cách hạn chế tối đa những tin tức hành lang nhưng chính xác như vậy được lan tải. Để kiểm tra việc phát tán loại tin như vậy, việc quan trọng nhất vẫn là phải nội bất xuất, ngoại bất nhập để hạn chế những thông tin như vậy. Đó là mục đích quan trọng của Đảng. Còn ngoại bất nhập thì đó là điều tất nhiên. Ngoài những người có thể nhà báo ra vào thì không ai có thể vượt qua được hàng rào an ninh dày đặc để vào được. Với 6.000 công an được vũ trang tận răng bảo vệ thì ai dám liều mình để đột nhập vào đây đều bị phát hiện. Với cách bố trí lực lượng bảo vệ như vậy, với việc ban hành những quy định nghiêm ngặt như vậy, thì điều đó cho thấy rằng hiện nay nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lòng tin lẫn nhau nữa. Không siết chặt an ninh, không quy định khắt khe thì họ cảm giác mất an toàn. Trong bối cảnh hai người ở hai vị trí cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình suất đặc biệt ấy, bản thân họ cũng thấy lo sợ. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc xé rào quy định trong điều lệ Đảng để hưởng suất đặc biệt rất có thể đã gây ra hiện tượng bất mãn trong Đảng. Chính vì vậy mà họ đã tăng cường an ninh và có khả năng cũng sợ lật đổ. Đây là hình ảnh hai nhân vật được cho rằng được biệt đãi ở Đại hội 13. Theo báo Tờ Báo Thanh Niên cho biết, trừ một số trường hợp đặc biệt, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung suốt quá trình diễn ra đại hội. Lại là trường hợp đặc biệt. Hầu như khi nói đến trường hợp đặc biệt thì bao giờ cũng làm cho người dân suy nghĩ. Người đó phải đứng lên trên tất cả. Có phải trường hợp đặc biệt ấy là sẽ kiểm soát những trường hợp thông thường kia hay không? Đấy là câu hỏi rất lớn mà khó có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, điều đó chứng minh rằng sự phân cấp và phân biệt trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng rất rõ ràng. Công tác định hướng báo chí thế nào để thông tin được đưa ra ngoài theo ý của Đảng cũng là điều được đặt ra. Việc quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập, Đảng nghĩ rằng
trong hàng ngũ dự đại hội cũng có thể mang tin tức mật hoặc là tin tức riêng ra ngoài để có các cuộc trao đổi quan trọng này bay ra với nhân dân. Vì vậy, đi kèm theo quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập, công tác kiểm soát báo chí là việc cực kỳ quan trọng. Công tác này chắc chắn đã giao cho Ban Tuyên giáo chủ trì. Được biết vào ngày 22 tháng 1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí của Đại hội lần thứ 13 tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần 13 và họp báo chí cung cấp thông tin về Đại hội 13 của Đảng. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết công tác tổ chức phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn. Tập trung trong suốt quá trình diễn ra đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần các địa điểm tổ chức hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng và trừ một số trường hợp đặc biệt có quy định riêng. Tuy nhiên, có hai điều không hợp lý trong cách lý giải trên đó là: thứ nhất, nếu là chống dịch thì tại sao phải có trường hợp đặc biệt? Chẳng lẽ những người thuộc diện đặc biệt ấy được miễn nhiễm với COVID-19 hay sao? Thứ nhì, đó là hiện tượng tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt, có sao mà phải cấm những người tham dự ra ngoài? Đây là những hình ảnh bảo vệ rất chặt chẽ thì không ai có thể ra ngoài được. Từ hai điều phi lý đó cho thấy việc cấm mọi người không ra ngoài nó vì mục đích khác, không phải vì dịch bệnh. Có ý kiến cho rằng họ sợ nhiều tin mật mà nóng hổi trong đại hội lọt ra ngoài mà không thể kiểm soát. Thực ra, những tin tức mà Đảng Cộng sản Việt Nam sắp công bố ở đại hội 13 cũng chẳng có gì là bất ngờ. Họ có công bố thì sau những tin tức đã rò rỉ trong mấy ngày vừa qua, và điều quan trọng là Đảng không muốn những tin tức mật nào nữa bị tung ra hết, và đấy là cách họ làm để hạn chế rủi ro mà thôi. Từ việc tăng cường cho đến 6.000 công an tinh nhuệ với vũ khí hiện đại cũng đủ thấy họ chuẩn bị rất kỹ cho vấn đề cấm xuất ra khỏi nơi hội họp rồi. Kiểm soát chặt chẽ. Kiểm soát là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Với xã hội thì Đảng kiểm soát tư tưởng và hành động của toàn dân. Trong nội bộ thì Đảng cũng vậy. Đảng lãnh đạo luôn muốn kiểm soát tư tưởng và hành động của đảng viên thuộc cấp mình. Vì vậy, ở Đại hội lần thứ 13 này cũng không ngoại lệ. Đảng cũng đặt mục tiêu để kiểm soát cả ngành hành động và tư tưởng của các đại biểu dự hội nghị. Từ vấn đề ăn uống, chỗ ở, xe đưa rước thì Trung ương bố trí tất. Những khách sạn là nơi trú ngụ của các đảng viên cũng là những khách sạn được quy hoạch hoàn hòi, không được phép tự ý ở khách sạn khác. Đó là những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định trong kỳ họp đại biểu lần này. Theo báo chí cho biết, phương án di chuyển các đại biểu tham dự các hoạt động của đại hội bằng xe ô tô chung do tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội bố trí, kể cả các ủy viên Trung ương Đảng. Tại các địa điểm của nhà khách, khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc gia có xe ô tô trực để phục vụ những yêu cầu đột xuất của đoàn và đại biểu. Đối với khách sạn quốc tế cũng như các khách quốc tế sẽ do Bộ Ngoại giao chủ động bố trí ô tô chung đưa đón khách đại biểu mời quốc tế tham dự khai mạc và bế mạc đại hội. Liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để đảm bảo cao nhất an toàn sức khỏe của các đại biểu và khách mời. Bên cạnh đó, tiểu ban cũng đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các phương án bố trí các phòng chức năng, hội trường, phục vụ đại hội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Theo thông báo cáo báo chí được cung cấp tại cuộc họp báo, đại hội lần thứ 13 có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với đại hội lần thứ 12, đồng nhất trong 13 kỳ đại hội đảng toàn quốc. Với người ấy đại biểu, nhưng Đảng vẫn kiểm soát chặt chẽ hành tung của từng người quả là rất công phu và tốn kém. Tất cả những chi phí để thực hiện điều đó tất nhiên đều được lấy ra từ tiền thuế của dân, tức là từ ngân sách của nhà nước. Ai chủ trương kế hoạch kiểm soát chặt chẽ này cũng là điều được đưa ra. Không cần phải nói đến tên người đã chủ trương kiểm soát chặt chẽ từ tư tưởng cho đến hành tung của đại biểu, thì nhiều người vẫn nghĩ rằng đó là người đặc biệt, người mà nghiêm nhiên đứng trên điều lệ Đảng để hưởng suất đặc biệt cũng là người có quyền lực cao nhất. Từ năm 2013, khi người dân đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã lên truyền hình răn đe toàn dân một lần nữa. Đó là hành động kiểm soát tư tưởng toàn dân. Ở trong phạm vi hẹp, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chống lại quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa tư tưởng.
và vì thế Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị thật kỹ lực lượng cảnh sát, đồng thời bố trí xe đưa đón và khách sạn định sẵn cũng là kế hoạch đã vạch ra trước đó nhiều tháng, theo chủ trương của người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng luôn là người muốn kiểm soát tư tưởng của đảng viên. Theo báo chí nhà nước cho biết, chương trình đại hội tập trung kiểm điểm thực hiện nghị quyết của đại hội lần thứ 12 của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công tác đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Về mục tiêu kinh tế thì không có gì là bí mật. Tuy nhiên, về vấn đề kiểm điểm thì đó là vấn đề nhạy cảm và cũng là vấn đề mà Nguyễn Phú Trọng không muốn tiết lộ quá sớm. Vậy nên, ông mới đề ra biện pháp kiểm soát hành tung của các đại biểu. Và có thể cũng vì những bất đồng ý kiến trong Đảng với hai trường hợp đặc biệt mà trong đó chính ông là một cá nhân đã đạp lên điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 với bản tin Vì sao Đại hội 13 nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.